半杯苦的安卓主一定有福王，也要让我逍遥四方。要气会细，要细上空气。若我要变低，我化林人工。若我要去之窗，但注定心焦躁。全花果岭中一大独霸一个洞。我要印有翻过六遍细雨中，令我点点半根丝发完全不如空。面对种种困扰，不怕就算火与风，但我最怕，我最怕师傅失踪。为了取失经，每步哪敢放松？能为了取失经，你共我极冲动。为了取失经，要合作取失经，却占立地成佛，万个赞颂孙悟空。Tương truyền trên đường Đường Tam Tạng thỉnh kinh có đi qua một vương quốc tên nước Sa Trì. Vương quốc này đã hơn mấy năm liền không có mưa. Hãy có hoàng thượng, hạ thần có gan khẩn thỉnh hoàng thượng tam tư. Hoàng thượng là vua của một nước, chuyển tế trời còn mưa, hãy để cho chúng thần thay thế. Khanh gia không cần nói gì, Đẩm đã quyết định rồi. Mau lui ra. Hoàng thượng, nhớ giữ gìn long thể. Hoàng thượng, hay là hồi cung nghỉ ngơi đi. Hoàng thượng, lo cho long thể là điều quan trọng, để hạ thần không cần. Cứ để đích thân Đẩm thượng đài để cầu mưa, mong là trời cao sẽ thương hại muôn dân nước ta, đổ những giọt mưa kim lộ. Nước ta đã hơn 3 năm không có mưa rồi. Nặng nề, từ khi giữ chức cho đến nay đã bỏ qua việc triều chính.
không lo cho xã tắc. Làm trời cao phẫn nộ, gây ra cảnh hạn hán, lê dân khổ cực. Con tự lấy làm ăn năn, giờ con mong ơn trên thương hại ban cho mưa xuống để phổ độ chúng sinh, tránh khỏi cảnh sinh linh đồ thân cần tống. Đây là nhị sư đệ Lộc Lực Đại Tiên, tam sư đệ Dương Lực Đại Tiên. Chúng tôi du ngoạn tứ hải, hôm nay đi qua nước của ngài. Được biết nước của ngài đang gặp nạn hạn hán, hoàng thượng lo cho muôn dân đã không tiếc long thể của mình để cầu trời mưa xuống. Nhưng mà rất tiếc hả? Nếu như đại tiên biết thiên cơ, xin đại tiên chỉ dẫn muôn dân. Hoàng thượng lầm tưởng là mình gây quá nghiệt tội nên khiến ơn trên phẫn nộ giáng họa hạn hán. Thật ra họa lần này do một kẻ khác. Do một kẻ khác? Đúng vậy. Kẻ gây họa cho lê dân chính là bọn súc nô này. Chúng thì mình khoác áo cà sa, miệng đọc kinh Phật, thật ra chúng chính là khẩu Phật tâm xà, gian ác vô cùng. Rồi sơn hà của hoàng thượng sẽ bị lọt vào tay của bọn chúng mất. Hoàng thượng anh minh, bần tăng chỉ biết thành tâm hướng Phật, từ bấy lâu nay chưa có hành động nào bất chính. Bọn đạo sĩ này, chúng nói năng hồ đồ, dùng lời ly gián, xin hoàng thượng minh giám. Hoàng thượng, lời nói vô cớ, tranh cãi cũng không lợi. Sáng nay bọn súc nô này đã lập đàn cho hoàng thượng, rồi sau đó cũng không có một ngọn gió nào cả. Bây giờ bần đạo tình nguyện làm phép cầu mưa, trời sẽ đổ mưa ngay lúc này, thì ngài sẽ rõ kẻ nào đã dùng lời ly gián. Được, chấm sẽ chuẩn tấu. Sáng nay trời đã đổ mưa, 10 năm hạn hán muôn dân đã được cứu giúp. Tam vị đại tiên đây chính là ân nhân của nước Sa Trì chúng tôi. Bổn vương quyết định sẽ cùng ba vị đại tiên kết bái tình huynh đệ, đồng thời sẽ sắc phong tam vị chức quốc sư trong nước để giúp bổn vương phò trợ xã tắc. Hoàng thượng, cái bẩm hoàng thượng, thật ra kẻ cầm đầu nạn hạn hán này chính là bổn nhà sứ này. Chúng giả dạng từ bi, thật ra tội lỗi trồng chất, bề ngoài tụng kinh niệm Phật, thật ra không có thành tâm hướng Phật, cho nên đã làm trời cao phẫn nộ, trời đã trừng phạt, gieo họa cho lê dân bá tánh. Các người xuất gia như ngươi tội đang chết, làm cho bổn vương tin lầm những lời xảo trá của ngươi, cứ tưởng bổn vương thiếu cách trị quốc, làm cho ơn trời phẫn nộ. Hoàng thượng, quan cho bần tăng quá mà hoàng thượng. Làm hoàng thượng phải ba quỳ chín lại, bắt thân lên trời để cầu mưa, hại đến nỗi hoàng thượng bị đày ra tóc dễ. Sống thì bị hành hạ, chuyện đó người gửi sao? Hãy nhắc tới khiến con người ta cũng phải tức giận mà. Mấy đâu, lôi những kẻ xuất gia này ra, chém đầu để cảnh cáo. Dạ.
Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng, bần đạo có một thỉnh cầu. Quốc sư cứ nói. Tuy rằng số hòa thượng này tội đáng phải đem đi chém đầu, nhưng niệm tình ơn trên có đức hiếu sinh, thần chỉ thỉnh cầu hoàng thượng xá tội chết cho họ, ban họ cho thần đem về để xa giặt, để tỏ ra lòng từ bi nhân đức của hoàng thượng. Được, trưởng tấu lời của quốc sư, ban họ cho quốc sư đem về làm gia nô. Tạ ơn hoàng thượng. Các tên thầy tu kia nghe cho rõ nè, ta đã sai người tháo tấm bảng của nhà chùa đốt đi rồi, để báo cáo cho cả nước. Lát đây ta sẽ in một con dấu lên mặt bọn bay, và bọn bay đừng hòng bỏ trốn. Hãy ngoan ngoãn làm đầy tớ cho tam vị quốc sư của ta. Lôi lão hòa thượng qua đây. Làm gì có liên quan đến những kẻ xuất gia kia. Thì ra ba vị quốc sư này là yêu tinh biến thành thôi. Vì kẻ thù duy nhất của chúng là hòa thượng, riêng chúng nghĩ giữa Phật và đạo thề không đổi cho chúng. Lần này chúng quyết định tiêu diệt sạch số sư sãi của nhà chùa. Chú Huynh à, có sao không? Huynh ráng chịu đựng nha. Ráng, ráng đi, ráng đi Huynh à. Đám thầy tu này la ó suốt cả đêm, rõ ra là không kính trọng quốc sư mà. Mày đâu? Đánh! Để coi sau này bộ bay còn dám than thở nữa không? Lui! Tại sao lại hành hạ thân xác mình như vậy? Không chết, mai kia cũng bị bộ đạo sĩ nó hành chết tôi. Để đừng có làm bẫy mà. Các vị đại sư đừng vội hoang mang. Chứ thế, chúng tôi là hộ pháp của Phật Tổ Như Lai, được Phật Tổ sai xuống đây để bảo vệ cho các người. Ngài hãy cứu chúng con, chúng con, chúng con, chúng con. Các vị đừng nóng lòng, mọi chuyện đều có nhân quả trước sau. Trong số mạng của các vị đã an bài sẵn tai kiếp này rồi, cho nên chúng tôi không thể dẫn các vị rời khỏi nơi này. Do đó các vị ráng chịu được một thời gian. Các vị cứ yên tâm, không bao lâu nữa sẽ có một thánh tăng từ xa đến đây. Ngài có một đệ tử tên là Tề Thiên Đại Thánh, Phật pháp vô biên, thần thông quảng đại, và ngài sẵn lòng từ bi sẽ vào đây để cứu các người. Các người cứ yên tâm. Chúng ta đã thần tiên, chúng ta đã thần tiên, chúng ta đã thần tiên. Nhận nhớ dung mạo của ngài, ngài đây chính là Tề Thiên Đại Thánh. A-di-đà-phật. Mới nhất thôi thì Tề Thiên Đại Thánh của ta đã thấp thoáng từ xa rồi. Lần này thì ba con yêu tinh không còn đường nào thánh được. Động đất đâu, chỉ là rồng cuốn gió thôi. Không cần phải đoán, cứ để lão tôn tới đó thì sẽ rõ thôi. Hay để lo cho sư phụ nghe. Dạ dạ. Đẩy lẹ lên, lẹ lên, đẩy lẹ lên, lẹ lên, nghe lời chưa? Lẹ lên, chết hay không? Đẩy mạnh lên, lẹ đi, lẹ lên, đẩy lên, đẩy lẹ đi, chưa thấm không? Lẹ lên đây. Muốn ăn đòn nữa hả? Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên, chưa tắm hả? Lên lên, nhảy 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 lên. Ngụ không cảm thấy lạ, tại sao bộ đạo sĩ này lại hành hạ các nhà sư kia? Đang quyết định hỏi cho ra lẽ. Nhảy lên, nhảy lên. Lại lên đi. Xin chào vị đại huynh. Xin chào. Đại huynh đây là bần đạo chư chú Tứ Hải phiêu bạc giang hồ. Hôm nay tình cờ đi ngang qua đây, ý muốn quá chai để ăn khi đói. Không biết đâu là nơi thích thiện.
Hay bần đạo nói sai điều gì? Đạo huynh đã bước vào xa trì nước chúng tôi, nghe nói muốn quá duyên thật là tức cười đó. Nhưng tôi là người học đạo thì không có gì làm của cả. Đạo huynh từ xa tới đây cho nên không biết cũng phải mà. Thần dân lớn nhỏ trong nước đều là người tin đạo cả, nhất là đương kim hoàng thượng thì càng tin về đạo hơn. Đối với kẻ học đạo chúng tôi coi như là thượng khách. Đúng vậy, người trong đạo môn chúng tôi cầu mưa được mưa, cầu gió được gió, huống chi chỉ có một bữa cơm chay vậy chứ. Thì ra là gì? Mời mọc không bằng ngẫu nhiên, đã là đồng đạo thôi sẵn mời đạo huynh quá bộ sang đạo quán chúng tôi ăn chén cơm chay, uống chung rượu lạc. Vậy bần đạo không khách sáo, kính trọng thì phải nghe lời. Hai vị đạo huynh à, thật đa tạ bữa cơm chay của hai vị. Đừng khách sáo, đừng khách sáo. Thưa lỗi, bần đạo có lời tò mò hỏi một câu. Nguyên do nào mà ngài tôn sư được hoàng thượng sủng ái vậy hả đạo huynh? Chuyện này kể ra dài dòng lắm. Nghe kể 10 năm trước đây, nước Sa Trì gặp nạn hạn hán, lê dân bá tánh chịu cảnh lầm than, đương kim hoàng thượng học người ta cầu mưa nhưng một giọt cũng không cầu được. Ê, sau cùng mới nhờ sư phụ của chúng tôi, Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên đang đàn làm phép xin được trời mưa, vậy mới giải nạn được thôi. Đó, danh bản tâm thanh đại diện là hoàng thượng biểu dương cho chúng tôi đó. Cho nên số hòa thượng kia đã trở thành những bãi bùn đó. Thì cũng do chúng chuốc lấy thôi. Bây giờ chúng ta trở thành đầy tớ trong đạo quán này rồi. Một số thì lên rừng đúng cây, bắt cầu não kinh, đào địa đạo, xây tường thành nữa kìa. Đạo huynh, sao vậy? Hả? Không, tôi tội nghiệp cho số hòa thượng nên xúc động chút thôi. Chúng ta hướng đạo, còn chúng thì đi tu, đâu có liên quan gì. Tôi cũng không giấu gì, tuy tôi là người học đạo, nhưng mà tôi có người chú ruột, người đã xuất gia từ nhỏ. Lần này tôi từ xa tới đây cũng chỉ tìm kiếm người chú ruột này thôi. Nhưng mà thôi đi, theo tôi đoán chắc là bị tôn sư của hai vị bắt đi nhốt rồi. Thì ra là vậy. Chuyện này tôi giúp được. Chúng tôi là đồ đệ đắc ý của sư phụ, chỉ cần chúng tôi gợi ý thả một hay hai thầy tu thì chuyện đó không phải là khó. Nhưng mà hiện giờ tôi không biết chú tôi ở đâu. Đạo huynh hãy yên tâm đi, nếu còn ở trong nước Sa Trì chúng tôi nhất định tìm ra được mà. Đây, đạo huynh, huynh cứ nhận dạng từ người một, nhận ra ai là chú của đạo huynh thì cứ nói cho tôi biết, tôi hứa sẽ thả cho người đó đi. Làm phiền hay gì đạo huynh? Vậy thôi, chút nữa chúng tôi quay lại. Tại sao? Tại sao tất cả các người yếu hèn gì để đám đạo sĩ hành hạ mà không biết chống lại vậy? Chúng tôi lấy gì để chống lại đây? Ba tên yêu đạo kia phép thuật chu biên, ngoài phép gọi gió cầu mưa ra, tôi có thể chỉ đá thành vàng, chấm nước thành dầu được. Chúng muốn giết bọn tôi còn dễ hơn giết con kiến nữa. Đúng vậy đó, để chịu trận như vậy được, các người có thể bỏ trốn mà. Ngài có nhìn thấy giới thiệu trên mặt chúng tôi không? Đây nè. Bọn yêu đạo kia kìa đã quả hết hình dạng chúng tôi treo khắp trong thành rồi. Ai mà bắt được 10 hòa thượng nào bỏ trốn á, sẽ thưởng vàng muôn bạc lượng và phong quan tiến chức. Và cứ cách 10 ngày thì chúng sẽ cạo đầu cho chúng tôi một lần. Đề phòng chúng tôi trà trộn với dân, chúng tôi trốn bằng cách nào đấy? Đừng nói là trong số chúng tôi, dù cái nào mà đầu bị sói cũng đều bị liên lụy hết. Đúng rồi. Yêu đạo này thật là không còn tính người mà. Vì cũng còn may các huynh đệ chịu đựng tù đài bấy lâu mà vẫn còn khỏe. Nghe tưởng chúng tôi không muốn chết hay sao? Là vì chết không có được thôi. Thật mà, mỗi lần thắt cổ sợi dây đều bị đứt ra làm hai. Chưa hết nha, nhảy xuống sông tự vẫn thì lại nổi lên mặt nước. Còn nữa, còn lấy dao cắt cổ thì dao lại bị gãy làm đôi. Thật thiệt quá. Theo ta biết đó là có thiên nhân phù hộ. Sao lại biết vậy? Phải rồi, họ tự dựng mình là thiên tướng, gọi là lục lục gì đó. Họ được Phật Như Lai sai xuống để bảo vệ cho chúng tôi. Phải rồi, họ còn nói không bao lâu sẽ có một người tên là Trời Thiên Đại Thắng tới đây để cứu chúng tôi. Vậy đạo huynh, huynh có tìm ra ông chú của mình lại chưa? Được rồi, bấm hai vậy đạo huynh. Chú của đạo huynh là ai vậy? Dạ, thiền hai vậy đạo huynh thả hết mấy chú tiểu của tôi ra. Cái gì? Là gì? Tại vì 100 người hàng xóm của tôi, còn 100 kia là đầu ngõ, 100 nọ là bà con bên cha của tôi, 100 đó là bà con bên mẹ của tôi, 100 này là bà con bên nội, 100 kia là bên ngoại, sau đó 100 là bạn bè của bần đạo. Đếm đi. Thả một lần thôi. Hả? Có gì đâu có sợ. Đạo huynh nói giỡn hay sao? Thả một hai tên hòa thượng còn phải hỏi qua ý tôn sư của tôi. Ước chi là thả toàn bộ. Ta biểu người thả thì cứ việc thả đi. Thật là quán đường à. Vậy có chịu thả không? Không thả. Không thả hả? Ta đánh hai người cho đến khi chịu thả đó. Bay đâu? Chờ coi, nhà ngươi có hai bàn tay, coi ngươi lấy gì đánh lại bọn ta đi. Đánh ngươi thì cần gì bàn tay. Tất cả
cả đừng có sợ, ta đến đây để cứu các người thoát nạn. Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tề Thiên Đại Thánh. Ngài mạo nhận ba vị thần linh hôm đó có chỉ cho chúng tôi thấy dung mạo của ngài Tề Thiên rồi. Ngài không phải là đạo sĩ và cũng không phải khuôn mặt này. Đúng rồi, Tề Thiên Đại Thánh mình mấy toàn lông lá không à, giống y như là con khỉ, nhìn thấy dữ dằn. Đúng rồi. Giống như thư sinh như ngài đây. Đúng rồi. Thư sinh. Không tin hả? Không tin. Không tin. Tin. Bây giờ tin chưa? Đúng rồi. Nếu trong lúc chạy trốn mà gặp đạo sĩ đuổi theo, nhớ lớn lên, xem đạo sĩ thối cần gì phải sợ, lão tôn tự nhiên sẽ xuất hiện. Ngài đại thánh à, tôi có thể thử được không? Cứ thử đi. Đạo sĩ thối không có sợ mày đâu. Sao không biết gì vậy? Đương nhiên là không được rồi, là vì còn thiếu chữ đêm. Đêm, đạo sĩ thối cần gì phải sợ chứ? Lấy thêm một người. Sau đó chỉ cần các người hét lớn tiếng, gọi lên Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hồ Dương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không một câu thôi đêm, ta sẽ tự nhiên biến mất. Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hồ Dương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Vậy các người hãy mau rời khỏi kinh thành, tìm nơi nào vắng vẻ để chờ tin của ta. Đợi khi nào ở trên vách thành có dán báo cáo, nhân lúc đó đem trả đồng mao lại cho ta. Cảm ơn ngài đại thánh. Chánh đạo ai mà cũng biết chứ, nhưng đâu có đến nỗi phải tiêu diệt thầy tu tàn nhẫn vậy hả? Bọn yêu đạo này thật là lòng lan giả sói mà. Thật không ngờ người xuất gia vẫn còn phải gặp nạn chứ. Ngộ Không, tôi nhất định phải nghĩ cách giải thoát cho họ. Yên tâm đi sư phụ, đệ tử có cách giúp cho họ rồi. Tôi đã xế chiều rồi, ta tìm ngôi chùa nào trú tạm đi nghe. Đúng rồi. Mà không được đâu sư huynh. Nghe huynh kể số Phật tử đã bị chúng tiêu diệt hết rồi, còn chùa chiền đâu ra nữa. Trong làng này có một ngôi chùa của Tiên Thế Dương Tổ Ngự Ban xây cất, cho nên đạo sĩ không dám đến đó phá phách. Hiện giờ trong chùa còn lại mấy sư già để giữ chùa. Có ai trong này không? Cho hỏi có ai trong này không? Đêm! Tham gia ngày đại thánh, mừng tăng giờ ngày mấy hôm nay. Mời đứng lên. Chúng ta đều là đệ tử của Phật, lão tôi không dám nhận đâu. Đây là sư phụ của ta. Tham kiến thánh tăng. Phải rồi, sao các người lại biết ta là Tôn Ngộ Không? Từ hôm sứ thần của Phật Tổ đã tả dung mạo của ngài đại thánh cho bần tăng biết, từ đó Bần Tăng đã ngày đêm mong chờ ngày tới để cứu cho các Phật tử thoát tai kiếp lần này. Dạ đúng rồi, bấm ngài đại thánh. Các người yên tâm, lão tôn hứa sẽ giúp cho chuyện này. Đại thánh. Phải rồi, thầy trò chúng tôi muốn ở lại trong chùa đêm nay, chẳng hay có tiện hay không? Dạ tiện. Các vị đại sư chờ Bần Tăng một chút, để Bần Tăng cho đệ tử chuẩn bị sẵn bàn cơm chay và quét dọn sạch phòng ngủ nha. Làm gì đại sư. Đêm khuya vắng vẻ, tiếng ngái của con heo thì không thể tránh được. Nhưng cuối cùng, Ngộ Không đã nghĩ ra được một diệu kế để phá rối bọn đạo sĩ. Lộc lực quốc tiên, kế tiếp là lộc lực quốc tiên, sau cùng là dương lực quốc tiên đạo quán của chúng nè.
Tôi kể nó đi, là sớm đạo hay quán đạo dặn trước rồi tính. Ê, nè, 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 mau chơi. Gì vậy? Chú Bố, ít ra cũng phải có lời chào hỏi trước chứ, sau đó mới hữu lộc. Chúng đã ăn chán rồi. Là chú Bố, nhìn chú Bố nè, Tam Thanh là ai vậy? Tam Thanh mà để cũng không biết hả? Tam Thanh đó là Thái Thượng Lão Quân. À, bạn mình đúng rồi. Dương Tử Tiên Lâm. À, còn ai? Dạ, ông Táo Tàu. Chính là họ chứ còn ai. Cứ mặc kệ họ lại đi, biết ăn là của trời cho. Này này Tam vị, có trách ai thì trách nha. Do Tam huynh đệ chúng tôi đói hổng rồi. Thơm quá. Ngọt quá. Ngọt thiệt á. Ngọt quá. Bự hơn trên rau quả sơn nhiều á. Ngon quá. Ăn không rồi nói gì nói. Nè ngon quá. Đây lấy vỏ chuối trội tôi trội lại nè. Trội hả? Trội hả? Trời hả? Chú đừng có giỡn nữa. Dù sao trong này cũng là nơi thờ phụng tổng thọ chết á. Đừng có tắp ra. Phải rồi. Hay quá ha. Vừa có ăn vừa được dẫn ba sư huynh đệ Ngộ Không lần này cuốn vào trạng thái cuồng phong. Ba sư huynh đệ đã bày sẵn mưu kế bằng cách nào để phá hổ Lộc Dương ba của yêu đạo này. Nếu kể đến tánh láo lĩnh, chỉ riêng một mình Ngộ Không cũng đủ mệt rồi, lần này cộng thêm cả Chư Bất Giới, kịch hay chỉ diễn vào chốc lát nữa thôi. Hãy còn gì nhớ mua chuối này thôi. Hãy nhìn cho kỹ nghe, trò trái duy nhất này mà không được giành đó, sư huynh đệ có phúc cùng hưởng. Phải rồi. Kìa, đêm đã khuya rồi sao nghe có tiếng ai trong này vậy nè? Có người đang vào. Sao đây? Chạy nước. Trời, gì vậy nè? Trời, quả lộc gì mà đổ bể hết rồi. Ai làm đổ bể vậy nè? Gì vậy? Tam đệ là để hú không giống ma chút nào hết. Đâu có. Để thấy hú không giống mà chúng cũng sợ hết hồn rồi. Đấy là do chúng nhát gan thôi. Chắc là chúng nhát gan. Đại sư Quy nè. Nãy giờ mình ăn no giỡn cũng đủ rồi. Hay là mình về bữa đủ ha? Giờ cũng khuya lắm rồi. Nhưng mà đại sư huynh vẫn chưa giỡn đủ. Ma hú, sư phụ ơi. Có chuyện gì? Lớn rồi, sao có ma hú? Dạ. Ma hú à? Dạ. Dẫn tao qua bệnh. Dạ. Là thần thánh phương nào mà dám vào Tam Thanh Thánh Địa làm loạn, mà còn ăn dụng hết trái cây? Để thì không nghĩ ra kẻ nào to gan. Tức chết. Để biết rồi, nhất định là tấm lòng thành của huynh đệ chúng ta nên Tam vị tiên sư hiển linh đó thôi. Vì bấy lâu nay Tam sư đệ chúng ta thành tâm học đạo, chắc là thiên tôn tổ sư cảm động vì việc làm của huynh đệ ta, cho nên đã hiển linh xuống ăn tế phẩm của mình thôi. Sư đệ, để nói nghe có lý đó. Cũng có thể lắm chứ. Ê, các người lùi hết ra ngoài đi. Dạ, dạ sư phụ. Sư đệ à? Dạ. Tại sao phải đuổi môn đồ của mình ra ngoài? Ba vị tổ sư đã lật lộ từ xa tới Tam Thanh quán, không chừng họ còn lãng vãng đâu đi thôi. Luôn nhớ đừng để mất thời cơ. Đại khái mình có thể xin tổ sư ban cho thánh thủy, hoặc là kim đơn, hoặc là những phép màu đem theo để phòng thân. À, sư đệ vô tình đã nhắc nhở trong lúc ta chưa tỉnh giấc. Sư huynh à, vậy thì đừng để chậm trễ, hãy quỳ xuống cầu xin đi. À, ba vị sư tổ ngồi trên, đệ tử chúng con thành tâm cầu xin, trước là mời quyền tử thiên tôn, sau mời linh bửu táo quân, cuối cùng á mời thái thượng lão quân. Xin ban cho ba chúng con những thánh thể và những vị tiên đơn trường thành sanh bất tử để hưởng cùng của thiên nhiên. Thôi được, cứ vậy đi. Chuyện có gì đâu,
quẩy thôi. Quẩy thì phải quẩy cho đạt. Đạt và kẹo. Nếu như kẹo. Hai đệ đồng ý rồi, vậy thì cứ vậy đi. Gọi xa nữa. Bổn tôn nghe rõ hết rồi. Thiên tôn hiển linh. Bổn tôn đã biết các con học đạo đó thành, cho nên đã lên tận đây dùng tế phẩm của các con. Các con có yêu cầu gì cứ nói thẳng đi. Thiên tôn, con không dám cầu xin gì nhiều, chỉ muốn xin thiên tôn ban cho con thánh thủy tiền đơn, giúp chúng con trẻ mãi không già, thọ ngang với ông trời thôi. Thánh thủy tiền đơn một lần thở gì nữa. Ta thiên tôn. Các con nhớ mỗi người phải chuẩn bị sẵn một vật đựng để ở trước bàn thờ tổ, dùng để đựng những giọt nước thánh. Đúng rồi, bổn tôn sẽ chuẩn bị để làm phép thiên cơ bất khả lộ, lui ra ngoài điện chờ ta. Dạ. Dạ, thiên tôn. Đại sư huynh ơi, nước thánh tìm ở đâu ra đây? Vậy mới nói, chúng thật là tham lam. Nước miếng cộng nước mắt cũng chưa chắc gì đủ nữa. Ấy, nhưng có một thứ nước cam thảo gì để có, tam để cũng có, và ta cũng có. Thánh thủy đã chuẩn bị xong cho con, các con mau vào trong hữu dùng. Ba tạ thiên tôn ban cho. Các con hãy uống nước thánh để cầu phép trường sinh bất tử đi, sẽ sống thọ ngang với trời. Tạ ơn thiên tôn. Thiên tôn, chúng con không khách sáo nữa đâu. Thánh thủy vẫn là thánh thủy mà, nó thơm mùi gì đâu á. Nhưng mà hình như có chút mùi tạp á. Bình của đệ thì có mùi chua giống như là cắm heo vậy. Còn mình của ta chắc là nước thánh thượng hạng, nóng bỏng miệng. A Di Đà Phật. Cái giống sư phụ. Nhưng mà cái mùi khai nước đái khỉ. Các ngươi là thần thánh phương nào? Đại chú Minh, nước thánh là nước thánh. Đi cầm cái đầu vô đậu luôn rồi nó sẽ ướt người được cái. Một miếng cũng là uống mà. Thôi được rồi, hôm nay tạm dẫn như đây thôi, mai kia có dịp dẫn tiếp. Đây, đây là thánh tôn được không? Tiên. Trời vừa sáng, các con đi đâu sớm vậy? Con chào sư phụ. Cô không, cô nói trước. Sáng sớm tất nhiên đi giải rồi. Đi giải sớm. Thật à? Ngộ Không, thì có nghe con hứa với đồng môn Đức Sa Trì là giúp cho họ mà. Nghĩ ra cách gì chưa? Sư phụ xin yên tâm. Sau khi sư phụ ăn cơm sáng rồi á, thầy trò chúng ta đến cổng thành xin đóng dấu. Lúc đó sư phụ hiểu mọi chuyện thôi mà. Chuyện sẽ rõ ràng. Khải tấu hoàng thượng, ngoài kia có bốn người tự xưng là người đại đường đến xin cầu kiến, yêu cầu xin đóng dấu, hiện đang đứng ở ngoài điện. Bọn súc đô này tự chọn con đường chết. Thưa nay nước ta trọng đạo diệt tăng, vậy mà chúng cả gan xin cầu kiến à? Bảy đâu? Lôi chúng ra ngoài chém đầu hết. Dạ. Hoàng đã. Khải bẩm hoàng thượng, đông đảo đại đường nguyên là nước láng giềng của ta, giả lại cũng là một cường quốc binh lực hùng mạnh. Nếu nước ta giết hại tăng lữ của họ, thần sợ sẽ gây ra cảnh hiểu lầm. Lời tấu của Khanh nghe thật hữu lý. Được, truyền chỉ tuyên họ thượng điệp. Tuyên chỉ. Tham kiến hoàng thượng. Tham kiến hoàng thượng. Bần tăng là Trần Quyền Trang, nước đại đường, pháp hiệu Tam Tạng, phụng mệnh vô đường Sơn Tây Thiên Thỉnh Kinh, có dẫn theo ba môn đồ đi ngang quý quốc. Cần thỉnh hoàng thượng tương trợ, xin đóng dấu để tiếp tục lên đường. Đất đại đường quả thật là địa linh sinh nhân kiệt, thậm chí là người xuất gia phong độ cũng khác người. Được, bổn dương sẽ đóng mộc cho các người.
đa tạ hoàng thượng. Khấu kiến hoàng thượng. Ờ, tam vị quốc sư chuyện gì mà vội vã thượng triều, mời thượng tọa. Tao hoàng thượng. Ủa, khi mà ta tưởng tăng tử các ngươi đã cao bay xa chạy rồi chứ, điều không ngờ là quan gia ngõ hẹp, chúng ta lại gặp nhau ở đây. Ủa, các vị đã từng quen biết sao? Thần chẳng những quen họ, mà những việc làm của họ thần rõ như lòng bàn tay của mình vậy. Họ đã tự ý phóng thích cho 500 môn đồ Phật tử, gây chấn thương cho đệ tử ta, sau đó còn lén chạy vào Tam Thanh Đại Quán để ăn dụng tế phẩm. Chỉ còn chưa đáng tội, sao còn giả dạng thiên tôn hiển linh, đã dùng nước giải giả là thánh thủy buộc chúng thần phải uống. May là chúng thần chỉ có nếm thôi. Sao lại nếm? Uống nghe ẩn ẩn. Có chuyện này sao? Khẩn thỉnh hoàng thượng lập tức giữ họ lại để trị tội. Phải đâu, mặc chúng lại chém đầu trị tội. Đấy, khoan đã. Đường đường là vua của một nước nên biết đâu là pháp chế. Đừng có câu bắt gian phải bắt ở trên giường, bắt trộm thì phải bắt quả tang. Quốc sư nói chúng tôi làm loạn ở trong đạo quan gây chấn thương cho đệ tử. Vậy nhưng chứng đâu, giật chứng đâu, nhưng chứng đâu, giật chứng đâu, nhưng chứng đâu, giật chứng đâu, nhưng chứng đâu. Hoàng thượng, chuyện chính mắt của chúng thần chứng kiến, nhân chứng đã rành rành. Còn giật chứng gì nữa? Vô chứng vô cớ, chỉ dựa vào một lời nói của quốc sư thôi thì đã muốn định tội của lão tôn rồi sao? Ta nghĩ cửa nhà môn của nước ngài ép đóng cửa. Ha? Ngài nghĩ ta nói đúng không? Lời nói của ta tức là dương pháp, tức là vua quan giá họa dân lành thôi. Được, đừng nói là thầy trò ta chết không được nhắm mắt, mà hoàng thượng khó để muôn dân phục, ta thách thần dân ở trong nước của ngài cũng không dám chống lại ta. Là vì sự thật rành rành, ngài cũng khó mà che giấu được việc làm trái ý dân mà. Vậy chứ sao, dân họ bàn tán cho coi. Vậy tức là ai cũng biết thôi phải không? Ờ, hoàng thượng dám hỏi ngài là người hay yêu mà lại thiên vị những người đi tu buộc phải kính đạo diệt thân. Bẩm tấu hoàng thượng, bẩm tấu hoàng thượng, bổng hoàng thượng ngoài điện có tên trục dân ở các làng xin cầu kiến. Dân là làm gì chuyện gì? Hồi bổng hoàng thượng, từ lập xuân đến nay nước sông khô cạn, trời thì không mưa, dân làng không sao cày cấy gieo mạ được, nên hơn chục người này thay mặt cho các thôn các huyện xin được cầu kiến hoàng thượng để xin các đại sư cầu phép làm mưa để cứu dân độ thế thưa hoàng thượng. Ờ, thì ra là vậy à, vất vả cho tam vị quốc sư nữa rồi. Hoàng thượng, cầu mưa là trách nhiệm của chúng thần, không dám chối từ đâu. Hoàng thượng, cầu mưa chỉ là môn điêu tuồng tiểu nghệ, sư phụ ta cũng biết. Kẻ xuất gia như các ngươi vẫn quen thuận khẩu khai hà, nên biết phạm tội khi quân thì sẽ bị đem ra chém đầu. Tính vậy, người xuất gia đâu dám cuồng ngôn. 10 năm trước đây, nước ta gặp phải cảnh hạn hán, chí nguyện phương trưởng cũng giống như các người bây giờ thuận khẩu khai hà, nói có khả năng tụng kinh cầu mưa, sau cùng vẫn không cầu được trời mưa và phải khiến mình mất mạng. Từ đó trở đi, bổn vương không tin kẻ xuất gia mấy người nữa. Và vậy từ đó ngài đã kính đạo diệt tăng, có phải vậy không? Ừ, vậy đi hoàng thượng. Lão tôn ta sẽ đánh cá với ngài một ván. Hãy để sư phụ và tam vị quốc sư làm phép cầu mưa, coi bên nào có bản lãnh cao hơn. Bọn người đấu với ta không khác gì trứng chọi với đá. Ừ, tam vị quốc sư, nếu không dám ứng chiến thì đừng miễn cưỡng. Chúng ta mà sợ ngươi hả? Phải nói là kẻ điên mới nói lời điên rồ. Hoàng thượng, cho phép chúng thần tỉ thí với thầy trò một phen. Được, nếu quốc sư cũng đồng ý thôi thì quyết định vậy đi. Nếu bên hòa thượng họ thắng thì trẫm sẽ đóng dấu cho họ rồi tiễn họ ra tới cửa thành, nhưng nếu để thua thì phải chịu rơi đầu. Được, nhất ngôn cửu định. Hồ không, hồ không, đối với chuyện cầu mưa thì không biết cách, sao cô lại hứa chắc với họ như vậy? Yên tâm đi sư phụ. Đúng, khí tài cầu mưa chính thức bắt đầu. Nếu so sánh giữa hai bên, phép thuật của đôi bên quả thật là cao cường, nhưng mà thật ra bên nào sẽ chiến thắng đây? Sư phụ à, hãy yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thắng mà.
Một không, đối với cách cầu mưa thì thật sự không biết mà. Sư phụ cứ thả 100 trái tim yêu, nếu mà không có 100 trái tim thì con không dám hứa với chúng đâu. Đại tố hoàng thượng, trên tế đài đèn nhang hoa quả đã được bày xong, có thể mời quốc sư thượng đàn làm phép. Tốt. Hổ lực quốc sư, mời khanh đăng đàn làm phép cầu xin trời mưa để giải quyết nỗi khổ của lê dân. Thần tuân chỉ. Mời đã. Sao vậy? Hay muốn đánh trống rút lui? Ngài đại thánh thì không bao giờ rút lui đâu. Bẩm tấu hoàng thượng, bây giờ thầy của ta sẽ cùng ngài quốc sư lên đàn làm phép, giả sử ông tài bất thình lình đổ mưa thì tính sao? Lúc đó lưỡi cãi với miệng thì chuyện không hay ho. Ồ, vậy quả thật là khó phân biệt. Hồi bẩm hoàng thượng, chuyện này rất đơn giản. Hạ thần sẽ đăng đàn làm phép trước và sẽ dùng chuông đồng để làm tin. Tiếng chuông đồng gió thổi, tiếng thứ nhì kéo mây, tiếng thứ ba sẽ sấm sét vang trời, bốn cái trời sẽ đổ mưa tầm tã, tiếng thứ năm thì mây tan mưa tạnh. À, đơn giản vậy thôi sao? Được, lão tôn sẽ lau sạch gàng ở trong mắt để chờ coi ngươi làm phép. Được, đừng để chuyện trễ nải, mời quốc sư đăng đàn làm phép. Thần tuân chỉ. Đại lôi âm. Thích lịch tại cao thông. Tiện quan thi dân chuyển. Lam thiên nhật quan trung. Thường như ta tưởng, Ngộ Không cũng có vẻ lo sợ. Sĩ này cũng không tầm thường nha. Yên tâm đi, để ta lên trển coi hắn đã dùng bùa phép gì. Để đừng lên tiếng, nhớ ở lại chăm sóc sư phụ đi. Được rồi, cứ giao cho để. Bạn vợ nhớ nha. Biết.